Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn món cà pháo chua ngọt. Món cà pháo chua ngọt này ăn rất là hấp dẫn, ăn là ghiền luôn á các bạn. Mình thường ăn với cơm nè, hoặc là ăn với lại thịt luộc rất là ngon á các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cách làm cà pháo sao cho không bị đen nè, giòn ngon và vị rất là đậm đà ngon nữa. Nó lên men tự nhiên, không bỏ phẩm màu hay là chất bảo quản hay là cái chất tạo chua gì cả nha các bạn, mà màu rất là đẹp và hấp dẫn lắm luôn. Mình tự làm tại nhà thì vừa ngon này, vừa hợp khẩu vị và đảm bảo nữa, nó không có cái chất bảo quản hay là gì, mà màu thì rất là đẹp. Mình ăn cay thì mình sẽ bỏ nhiều ớt hiểm, còn nếu không ăn cay thì mình bỏ nhiều ớt sừng, nhưng mà màu cũng rất là đẹp và hấp dẫn như là ở ngoài quán hay là ngoài chợ bán luôn nha các bạn. Mà mình làm ăn thì nó lại được rẻ hơn rất là nhiều nữa, ở ngoài chợ bán đắt lắm. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ các bạn cùng vào làm với mình nhé. Mình chuẩn bị một thố nước vừa vừa thôi và bỏ vào một muỗng muối để pha loãng cái hỗn hợp đó ra. Muối loãng thôi nha các bạn, đừng có mặn quá. Và hòa tan muối. Và mình chuẩn bị 500g cà pháo. Sau đó thì mình bỏ cuống và cắt đôi ngâm vào nước muối loãng. Mình chọn cà pháo đừng có già quá nha các bạn, tại vì già quá thì cái hạt nó sẽ rất là cứng nè, mà nó không có ngon nữa. Món này các bạn xem để làm ăn và ngoài ra thì có thể kinh doanh được luôn á các bạn, bán cũng rất là lời á. Vừa rồi mình làm và đăng lên ở trong khu dân cư của mình cũng rất là nhiều người mua. Mình làm từng bịch nhỏ thôi, cứ 10.000 một bịch, nhiều người mua lắm á. Mình ngâm cà pháo trong nước muối loãng này 30 phút nha các bạn. Bây giờ mình cho nồi lên bếp, sau đó cho 150ml nước lọc vào và cho 100g đường cát vào. Cho 2/3 muỗng nước mắm vào, sau đó khuấy đều cái hỗn hợp và nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Và khi đã sôi lên rồi thì mình đổ ra để nguội nha các bạn. Mình bắt nồi lên bếp tiếp và cho 300ml nước lọc vào, cho một muỗng muối vào. Muối thì mình cho vào theo cái gia vị của mỗi người nha bạn. Các bạn ăn mặn hay nhạt thì cho nhiều hay ít tùy theo khẩu vị của mình. Sau đó sôi thì để nguội và tiệt trùng cái bình thủy tinh. Cà pháo sau khi mà đã ngâm với lại nước muối loãng xong rồi thì mình đổ ra và rửa lại thật sạch nha các bạn. Và mình đổ nước ấm ấm, nước ấm ấm thì đừng có nóng quá nha các bạn, vào ngâm 30 phút nữa. Và ngâm được 30 phút thì sau 30 phút thì mình cũng đổ ra và để ráo. Lấy nửa củ gừng, 8 tép tỏi, nửa củ riềng, 100g ớt sừng và 4 trái ớt hiểm. Nếu như mà bạn nào không thích ăn ớt không thích ăn cay thì đừng bỏ ớt hiểm nha các bạn. Còn thích ăn cay nhiều thì mình bỏ ớt hiểm nhiều. Và ớt sừng thì nó sẽ tạo được cái màu đỏ đẹp và thơm thôi, chứ nó không có cay nha các bạn. Mình cắt khúc các cái nguyên liệu ra để cho dễ xay á các bạn. Cắt khúc ra sau đó mình bỏ vào máy xay.
và xay nhuyễn hỗn hợp ra nha các bạn. Nếu như mà bạn nào không có máy xay thì mình có thể băm nhuyễn cũng được, không sao cả. Sau đó thì mình đổ cái hỗn hợp tỏi, riềng, gừng, ớt vào cái nước đường và nước mắm lúc nãy mình đã nấu để nguội á các bạn. Wow, ớt sừng nó làm cái màu rất là đẹp các bạn ha. Nhìn màu rất là màu đẹp tự nhiên luôn. Nhìn vào ai tưởng là khẩm màu chứ, nhưng mà ớt sừng đó rất là hấp dẫn. Sau đó mình bỏ cà pháo vào một cái tô. Và bỏ 2 muỗng tương ớt vào để tạo cái độ sánh cho nước sốt các bạn. Sau đó mình đổ nước sốt vào cà và trộn đều. Nhìn rất là hấp dẫn, nhìn thôi cũng đã muốn ăn rồi. Cái hỗn hợp này mình sẽ ngâm từ 2 đến 4 ngày nha các bạn. Và bây giờ thì mình đổ vào lọ thủy tinh và đổ nước muối. Nước muối mình nấu lúc nãy để nguội và mình đổ cho nó đầy cái hũ. Sau đó mình ngâm trong 2 đến 4 ngày. Và bây giờ sau 2 ngày thì mình sẽ múc ra cho các bạn xem nha. Wow, mở nắp ra là đặt nghe mùi thơm rồi đó các bạn. Cà không hề bị đen nha các bạn. Sau 2 đến 4 ngày thì 2 ngày là mình đã ăn được rồi đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn chua nhiều hơn nữa thì mình để đến 4 ngày là nó lên men tự nhiên là nó từ chua các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cà rất là giòn, ngon, vị rất là đậm đà, chua chua ngọt ngọt, cay cay rất là ngon.